Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Thì lệnh này là lệnh đêm qua tôi đánh trực tiếp ở tại Hà Nội cùng cả học viên của bản thân tôi trên thị trường, và tiếp tục tôi nuôi xuống ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị tôi chia sẻ, tôi mong muốn rằng khi bản thân các bạn là những nhà đầu tư Forex, bản thân các bạn phải thấy được những giá trị của kiến thức để vận dụng vào trong thị trường thực tế, mà phải chứng minh bằng thực tiễn để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá. Có như vậy thì bản thân các bạn mới có cơ sở để các bạn cho rằng kiến thức đó là đúng, và người vận dụng được cái kiến thức đó ở trên thị trường thực tế thì có như vậy thì các bạn mới kiểm chứng được mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này là dễ, và chẳng có chuyện ở trên thị trường giao dịch Forex này là đơn giản. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải biết. Chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là chính bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, hãy đi thật chậm và nhìn nhận cho thật kỹ. Hãy bắt tất cả những ai được gọi là thầy dạy Forex, chuyên gia Forex, á quân Forex thế giới, hoặc chia sẻ kinh nghiệm trên thị trường, hoặc cho các bạn những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này, đều phải chứng minh bằng chính những giá trị vận dụng thực tiễn vào trong thị trường, để cho chúng ta nhìn nhận, cho chúng ta đánh giá, để cho chúng ta thấy rõ được các giá trị hiệu quả trên thị trường. Các bạn thấy đó, rõ mọi giá trị tôi chia sẻ trên thị trường, từ kiến thức, từ những giá trị vận dụng, toàn từ những tài khoản nhỏ để đi lên những giá trị lớn. Không có chuyện tôi tham gia vào trong thị trường này mà tôi đem những giá trị tài khoản lớn vào trong thị trường giao dịch Forex này mà ngay cả bản thân tôi còn không kiểm soát được những giá trị đó. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả các bạn chỉ là cúng tiền vào trong thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi các bạn có khả năng giao dịch, các bạn có khả năng vận dụng vào trong thực tế, thì tài khoản của các bạn cho dù có nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể vận dụng để tạo được ra những giá trị lớn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Còn khi bản thân các bạn không giao dịch được, không có khả năng vận dụng thực tiễn ở trên thị trường, thì xin lỗi nhà đầu tư, các bạn chỉ là những người cúng và nạp tiền ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đây là giá trị mà bản thân bất kỳ một ai, hay bất kỳ một nhà đầu tư nào, hoặc là bất kỳ một người nào ở trên thị trường giao dịch Forex này cũng phải biết để mà nhìn nhận. Đó, thì tôi cho các bạn thấy rõ đó, điểm vào chuẩn ở trên thị trường không phải là gì nhỉ? Phương pháp sẽ giúp cho bản thân các bạn sẽ có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Phương pháp mà bản thân các bạn không thấy được, những cái người đứng ra chia sẻ, họ áp dụng, họ đưa vào trong thực tiễn, họ minh chứng bằng thực tế, thì xin lỗi nhà đầu tư, làm sao bản thân các bạn có thể đánh giá được cái thứ kiến thức đó, thứ phương pháp đó là cái giá trị để các bạn có thể vận dụng được vào trong thực tế. Đấy là điều mà các bạn cần phải hiểu. Tôi chia sẻ để cho các bạn thấy rõ những giá trị hiệu quả trên thị trường. Và tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những nhà đầu tư Forex, thì các bạn hãy nhìn nhận đúng về mọi vấn đề và tìm hiểu cho thật kỹ về mọi giá trị ở trên thị trường này trước khi bản thân các bạn lao vào trong thị trường. Đó. Thì không có chuyện là gì nhỉ? Chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp đâu nhé. Thì đây là điều mà bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những người tìm hiểu ở trên thị trường này, thì các bạn cần phải lưu ý về vấn đề này. Muốn vận dụng được kiến thức, muốn vận dụng được mọi vấn đề trên thị trường, thì các bạn cần phải thấy rõ được cái người đứng ra chia sẻ đấy, họ vận dụng vào thực tế. Thì đấy, tôi chia sẻ cho các bạn thấy rõ, thì các bạn cứ theo dõi nha.